bạn tự tin trong giao tiếp và các hoạt động xã hội, đầy bản lĩnh và quyết tâm trong công việc. Thế nhưng lại luôn thất bại trong chuyện chăn gối. Yếu sinh lý là điều tồi tệ nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi thường rất sợ mỗi khi cô ấy nhắc đến chuyện đó, và tôi thường rất tự ti mỗi khi bạn bè nhắc đến chuyện chăn gối cũng như chiến tích của đàn ông. Có nhiều nguyên nhân gây yếu sinh lý ở nam giới do uống rượu bia quá độ, hút thuốc lá, áp lực công việc, sinh hoạt tình dục không điều độ. Kim Hội Thần Bảo, một giải pháp hữu hiệu, sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, với các bài thuốc quý như nhân sâm, lâm dương hoắc, hải mã, đông trùng hạ thảo, ba kích, lục nhung, nhục thung dung. Kiểm soát chất lượng từ đầu vào tới quá trình chế biến nghiêm ngặt sẽ giúp các quý ông sản sinh hormone testosterone nam giới một cách tự nhiên, hạn chế quá trình mãn dục nam, giảm lão hóa, duy trì tuổi xuân và phong độ cho nam giới. Website www.kimhoithanbao.com